chuyến lần này, ở chuyến đường hoàng bà ngay cha này chưa về. Bao nhiêu một buồng này? Cho con có tưới, con có nhúi, con lấy nhúi nha. Này, có trả hai đứa đi đâu đây? Em muốn nệm hả? Hai đứa đi vào đây coi nệm nha. Ơi, em có muốn nệm này không? Em muốn nệm này không? Hả? Em không muốn nệm này á? Ôi. Nệm của hai em là bây giờ chưa có đâu, anh phải đặt đấy, anh phải đặt hàng ấy. Nên là anh nhận số tiền cọc này á. Hai em đi về đi. Tối hay là chiều gì đấy anh sẽ kêu người tới chở nệm với nhá. Còn hai đứa đi về đi. Anh ơi, giao nệm này anh ơi. Ra nhận nệm đi. Rồi. Nhà sao xôi nhỉ? Anh ơi, giao nệm này anh ơi. Dạ. Anh giao nệm à? Mình đâu có đặt nệm đâu ta. Anh giao nệm à? Anh có giao nhầm không? Anh có đặt nệm đâu? Hồi chiều là có một chú khỉ với một cô bé là có đặt cái tấm nệm này, bảo em là giao tới đây cho anh ấy. Đúng anh rồi. Cứ anh cứ bê vào được không để em phụ. Được anh cứ để. Em về nhá. Rồi em tiền ra đầy đủ. Bác ơi. Cô Tít ơi. Ở đây bác hỏi này. Hai đứa có điểm cho ba. Hả? Đi vô phòng của ba trả điểm ra nhá. Đi vô phòng, đi vô phòng con. Wow, hai đứa đi mua nệm cho ba hả? Trời ơi, giỏi thế. Hả? Ta làm đấy ba, anh nệm cho con xuống đây nè. Con xuống đây. Hai đứa đi xuống đây nè. Đấy xuống đây. Đi xuống đây con. Anh. Hai đứa tiếp xéo ba nè. Nệm cao su à. Thấy nhờ. Hai đứa biết chọn thế. Nào hai đứa lên đây nhúng nhảy thử nào. Tiếp nhảy nè, nhảy thử nè con. Đấy rồi. Ôi. Tiếp xuống nhảy chị nè. Nhảy con, nhảy đây. Nhảy thử nào. Nhảy. Ba cảm ơn hai đứa nha. Trời. Thương hai đứa đấy. À, con nhảy chơi đi. Tiếp nhảy chị kìa.
chưa? Mệt chưa? Mệt